Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 1 thông báo tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine, làm gián đoạn các tuyến vận chuyển vũ khí và đạn dược, trong đó có những khí tài do NATO cung cấp. Đòn tấn công cũng phá hủy cơ sở chứa khí tài do nhiều đơn vị quân đội Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đề cập đến cuộc tập kích bằng hàng chục tên lửa hành trình nhằm vào lãnh thổ Ukraine trước đó một ngày. Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine cho biết, quân đội Nga hôm 26 tháng 1 tập kích tên lửa vào 11 khu vực trên lãnh thổ nước này, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hư hại 35 công trình. Từ tháng 10 năm 2022, Nga bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, gây tình trạng mất điện nghiêm trọng. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bể gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moscow tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev. Ít nhất 7 người Israel đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng súng vào giáo đường Do Thái ở đông Jerusalem ngày 27 tháng 1. Vụ việc làm gia tăng lo ngại về vòng xoáy đổ máu bạo lực leo thang sau nhiều tháng đụng độ ở bờ Tây. Cảnh sát Israel gọi vụ tấn công ngày 27 tháng 1 là một vụ tấn công khủng bố, cho biết tay súng là một cư dân Palestine 21 tuổi tới giáo đường vào khoảng 8 giờ 15 phút tối và nổ súng bắn vào một số người trước khi anh ta bị cảnh sát bắn hạ. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết vụ tấn công có liên quan đến việc các lực lượng của Israel đột kích khu vực Jenin hôm 26 tháng 1, khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng. Sau khi đánh giá với các cơ quan an ninh, Thủ tướng Israel Netanyahu kêu gọi người dân nước này không được tự ý hành động, nhưng cho biết sẽ họp khẩn nội các trong ngày hôm nay để đưa ra phản ứng thích hợp. Quân đội Israel đã được tăng cường một tiểu đoàn ở bờ Tây từ hôm nay 28 tháng 1. Chúng tôi đã quyết định một số hành động ngay lập tức, và ngày mai tôi sẽ tập hợp nội các để tiếp tục thảo luận về phản ứng tiếp theo. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta cần hành động một cách dứt khoát và bình tĩnh. Mọi người cần tuân theo pháp luật. Chúng tôi có quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh. Họ sẽ hành động theo chỉ thị của nội các. Phản ứng trước vụ việc, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel vẫn không thay đổi và chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với các đối tác Israel về vụ việc. Vụ tấn công đánh dấu nguy cơ mới sau khi căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa Israel và Palestine gần đây xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông, và do đó dự báo sẽ chi phối các cuộc thảo luận của ông Blinken tại đây. Đây là chuyến thăm thứ hai của một quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mỹ tới khu vực trong tháng này. Theo nhận định, ưu tiên hàng đầu của Washington lúc này sẽ là giúp hai bên giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt vòng xoáy bạo lực. Về dài hạn, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên điều này có thể không dễ dàng trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có những lo ngại đối với chính phủ mới tại Israel, vốn được đánh giá là chính phủ cánh hữu cứng rắn nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này. Căng thẳng giữa người Israel và người Palestine đã tăng cao kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công hàng đêm ở bờ Tây vào mùa xuân năm ngoái, sau một loạt các cuộc tấn công của người Palestine. Xung đột leo thang trong tháng này, khi chính phủ của ông Netanyahu nhậm chức và cam kết có đường lối cứng rắn chống lại người Palestine. Chính quyền Palestine đã tuyên bố chấm dứt hợp tác an ninh với Israel, đồng thời cam kết đưa vấn đề ra trước Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế. Một bé trai người Anh mới đây đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của cộng đồng những người có chỉ số thông minh IQ cao nhất trên thế giới, được gọi là tổ chức Mensa. Bé trai nhỏ tuổi này được tổ chức Mensa kết nạp thành viên sau khi tự học đọc vào năm 2 tuổi và hiện có thể đếm đến 100 bằng nhiều thứ tiếng. Teddy Hobbs, cậu bé năm nay tròn 4 tuổi, sống tại Portishead, Somerset, vùng Tây Nam nước Anh, đã trở thành thành viên trẻ nhất trong câu lạc bộ Mensa của Anh khi cha mẹ em yêu cầu các chuyên gia y tế đánh giá tình trạng của con trai trước khi bắt đầu đến trường học. Teddy đã làm bài kiểm tra IQ Stanford-Binet kéo dài 4 tiếng khi em được 3 năm 7 tháng tuổi. Kết quả cho thấy Teddy đạt 139 trên 160 điểm, cao hơn 99,5% số trẻ cùng độ tuổi, và có khả năng nhận diện từ ngữ tương đương một đứa trẻ 9 tuổi. Teddy hiện có thể đếm đến 100 bằng 6 thứ tiếng khác nhau, không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, bao gồm cả tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Cậu bé thậm chí sẵn sàng đọc Harry Potter khi cha mẹ cho phép. Các chuyên gia cũng xác định Teddy không có dấu hiệu mắc bệnh tự kỷ hay chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.
Theo tờ The Times, Teddy đã tự học đọc trong khi xem TV và chơi máy tính bảng lúc mới 2 tuổi mà cha mẹ em không hay biết. Chị Beth Hobbs, 39 tuổi, mẹ của bé Teddy kể, cậu bé là con đầu lòng của chị và chồng, anh Quinn Hobbs, 41 tuổi. Vợ chồng chị ban đầu từng nghĩ con trai chỉ đang nói lung tung khi chơi máy tính bảng. Về sau họ nhận ra cậu bé thực sự phát âm các số bằng tiếng Trung. Chỉ số IQ cao của Teddy cũng tạo ra thách thức đối với vợ chồng tôi trong việc dạy dỗ con, nhưng cả hai chúng tôi sẽ cố gắng để con không cảm thấy khác biệt với các bạn đồng trang lứa. Mẹ của Teddy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC rằng lần đầu tiên chị bắt đầu cảm nhận sự ham học hỏi của Teddy khi cậu bé nói rằng mình chỉ quan tâm đến các chương trình giáo dục trên truyền hình trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh COVID-19, thay vì các chương trình hoạt hình thông thường khác trên YouTube. Đây cũng là thời điểm cậu bé Teddy tự học đọc bằng cách xem các chương trình giáo dục này. Thưa quý vị, hàng ngàn khách tham quan đã đổ đến quảng trường bảo tàng ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan để tham gia lễ hội Ngày Hoa Tulip Quốc gia. Tại lễ hội năm nay, mọi người còn được tặng hoa tulip miễn phí. Hà Lan tổ chức Ngày Hoa Tulip Quốc gia lần thứ 10 theo truyền thống được tổ chức vào ngày thứ 7, thứ 3 của năm. Ngày Hoa Tulip Quốc gia được Hiệp hội Quảng bá Hoa Tulip Hà Lan TPN tổ chức đánh dấu một mùa hoa mới của năm. Điểm nhấn của lễ hội là mọi người có thể hái hoa tulip miễn phí tại vườn hoa có khoảng 200.000 bông hoa đang khoe sắc. Năm nay, vườn hoa tulip miễn phí được bố trí tại quảng trường bảo tàng ở Amsterdam. Tại đây cũng diễn ra chương trình bắn pháo hoa chào mừng và các màn trình diễn âm nhạc kỷ niệm ngày đặc biệt. Vườn hoa miễn phí mở cửa từ 13 giờ tới 16 giờ hôm 21 tháng 1 vừa qua theo giờ địa phương. Những gì chúng ta thấy ở đây hôm nay là tất cả những người trồng hoa tulip ở Hà Lan đang tổ chức một mùa lễ hội đầu năm. Chúng tôi đã mang đến 200.000 bông hoa tulip và sắp xếp theo hình bức tranh cô gái đeo bông hoa tai ngọc trai của họa sĩ Johannes Vermeer. Chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm này vào ngày thứ 7, thứ 3 của tháng Giêng để mọi người biết rằng có đủ hoa tulip để bán trở lại trong các cửa hàng. Được cho là có nguồn gốc từ một dãy núi ở khu vực Trung Á, hoa tulip lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Lan vào thế kỷ thứ 16. Nhờ vẻ đẹp hấp dẫn, hiếm có, hoa tulip nhanh chóng được ưa chuộng ở Tây Âu và nhanh chóng trở thành loài hoa biểu tượng của Hà Lan. Khi đến thành phố Amsterdam, du khách có thể ghé thăm bảo tàng hoa tulip để tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa này trong văn hóa Hà Lan. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa. Quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5, tức là vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi Hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã nhất trí đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm trong phiên họp vào sáng cùng ngày. Tại Nhật Bản, các bệnh truyền nhiễm được phân thành 5 nhóm, trong đó các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất như dịch hạch và Ebola được xếp vào nhóm 1. Các nhóm sau đó có mức độ nguy hiểm giảm dần, chẳng hạn nhóm 2 có bệnh lao, nhóm 3 có dịch tả, nhóm 4 có sốt vàng da và nhóm 5 có bệnh cúm mùa.